Dạ em xin kính chào với cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai kỳ trên cả nước nghe xin kênh Cuộc Sống Quanh Hồ Duyên ạ. Và hôm nay thì em quay trở lại với bài kiện của anh Bảo ở thành phố Cần Thơ, chia sẻ cùng cô chú anh chị mình một lô phôi mai tứ quý, phôi mai vàng. Dạ, chúc cô chú anh chị mình xem biết vui và lựa chọn một nhận lấy phôi ưng ý luôn ạ. Em xin phép lấy chia sẻ cụ thể lên cô chú anh chị ha. Em xin chào anh Bảo ơi. Dạ, em chào chị Phương ha. Dạ con chào cô chú anh chị gần xa ha. Bữa nay con có về một số phô mai. Phô mai vàng và phô mai tứ quý ha, cũng hàng khá VIP với quá gì cả nè ha. Rồi địa chỉ của con là phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại Zalo của con là 0909007948 nha cô chú. Dạ, mong cô chú ủng hộ con ạ. À. Rồi con cũng làm mất thời gian của cô chú ha, con xin vào cây số 1 là cây tứ quý nha cô chú. Đó. Cây mã số 1, cây tứ quý đế nôm. Cây thuốc. Đế nôm sổ đứng luôn nha cô chú anh chị nha. Cây nó đều luôn, không dạ. Trống cách nào á cô chú anh chị. Cây này đế nôm sổ đặt nha cô chú. Cây này là 5 tược ngũ phúc nha cô chú. Hớt thăng nó lùng nha. Dạ, do trời mưa quá mấy con không có rửa gáy gì vệ sinh cây nữa. Dạ. Dạ, hoành với chía đây là 31 nha cô chú. Rồi con đo cái củ ở đây là được 44. Rồi củ đế ở giữa là được 88. Dạ, tổng hoành đế là 106. Dạ, chiều cao của cây là được 59. Dạ, đế sổ là được 37 nha. Dạ. Rồi, con đo đường kính bầu nha. Rồi, đường kính bầu là được 45. Rồi, mã số 1 này con xin giao lưu cô chú là 7,8 triệu, con bao ship toàn quốc cho cô chú luôn ha. Dạ, một phôi tứ quý. Dạ, một phôi mai tứ quý nha cô chú. Mã số 1. Mã số 2. Mã số 2 cũng là tứ quý luôn nha cô chú. Đó, cây con cũng chưa có xịt rửa nữa. Nó còn đất dính tùm lum hết trơn. Cây này cây tứ quý đế luôn nha cô chú. Dạ, đế nó gom dạ. Kẹo ra đế luôn nha cô chú anh chị. Cây này nồi đế là đặt kẹo luôn nha cô chú. Đó. Đế sổ khá là duyên dáng nha cô chú. Ép chậu viết viết xíu nữa vô chơi là ghép vài bo nữa là yên rồi. Dạ. Cây này già cây với buộc đỡ ao rồi cô chú chị. Cây này nhỏ mà nó già lắm cô chú ơi. Dạ rồi em xin xích ra luôn nha. Hoành nhỏ mà bộ đế khủng nha cô chú. Dạ hoành cái dây là được 17 hơn à. Con tính 17 nha cô chú. Dạ. Dạ con đo củ đế ở giữa là được 62. Dạ tổng bầu đế là được 83. Dạ chiều cao của cây là được 39. Dạ đế sổ nôm là được 30. Dạ đường kính bầu là được 30. Rồi mã số 2 này con xin giao lưu cô chú là 3,700,000, con bao ship toàn quốc cho cô chú luôn. Rồi tứ quý đế luôn ha cô chú anh chị. Dạ. Dạ cô chú anh chị mình xem lại màn hình giúp em ha. Mã số 2 3,7 triệu. Rồi em đỡ luôn nha. Mã số 3. Dạ tiếp đây là mã số 3 nha cô chú. Mã số 3 cũng là em tứ quý luôn. Dạ, tứ quý đế nồi nha. Lùng lực luôn nha cô chú anh chị. Dạ. Cây này có 4 chi cô chú ơi. Đế là đều dắt hết trơn nha cô chú. Dạ. Đế nói chung là cũng bỏ đều khá nha cô chú. Đây có cọng rễ này ha cô chú, về không chơi cắt bỏ ha. Còn để gì cho nó quái cô chú ơi. Dạ hoành nghĩa chí đây được 32 cô chú. Còn con đo củ đế ở giữa là được
67. Dạ rồi, tổng bồ đế là được 102. Dạ, chiều cao của cây là được 44. Đế sổ nôm được 26. Dạ, đường kính bầu được 43. Rồi, mã số 3 này con xin giao lưu cô chú là 4.800.000 có bao ship toàn quốc cho cô chú luôn nha. Cô chú anh chị mình đừng nghĩ sao nào mình liên hệ với số điện thoại của anh Bảo có trên phần tiêu đề giúp em nhé cô chú anh chị. Số điện thoại con là 0909007948, đó là số Zalo nghe cô chú. Dạ rồi, em nhỏ cây ha. Số 4. Tiếp đây mã số 4 cô chú. Dạ, tư quý đế nội nha. Tư quý luôn nha cô chú anh chị. Cốt cành là có đầy đủ luôn nha chú. Cốt hành đều mình ghép dạ. Chơi luôn cô chú chị. Thứ quý đế nồi. Trong này có mấy cọng ghế lót rất là to luôn nha cô chú. Dạ nó còn một lớp đế ở trong nữa cô chú ơi. Dạ rồi. Em xin cho đo luôn anh ha. Dạ. Cái này thấp hơn cũng khá là thấp nha cô chú chị. Dạ ngay chí đây là được 3-4 hoành nha cô chú. Rồi con đo củ đế ở giữa là được 100. Rồi tổng hoành đế là 150. Dạ chiều cao của cây là được 60. Rồi đế sổ được 22. Dạ đường kính bầu được 56. Rồi mã số 4 này con xin giao lưu cô chú là 6.300.000. Con bao ship toàn quốc cho cô chú luôn nha. Dạ. Một em tư quý nha cô chú. Nãy giờ con lên là tư quý hết. Dạ, số 5 cô chú ơi. Dạ. Cũng là tư quý luôn nha. Cái đế nó dạ. Tư quý đế nam nha. Giống như đồ chụp cá vậy ta. Cốt cành thì đều nha cô chú anh chị. Dạ. Cái này mưa rồi, nay mưa gió không có xịt rửa gáy cây nào hết, còn mới còn sình không à. Đấy nơ mà nó bỏ đều hết trơn nha cô chú anh chị. Dạ. Trống bên nào cũng rồi. Cái này cốt cành đẹp nha cô chú. Lùng lực luôn. Rồi cây này nó có cái thẹo của chủ nhà cắt ở đó nha, sành đá nha cô chú, không có một lỗ gì hết nha. Cây này giờ ở ngoài quái nha cô chú. Cốt cành phê lắm. Dạ rồi, em xin chốt đo luôn anh nha. Dạ con đo ngay cái eo cho cô chú tham khảo ha. Ngay cái eo là được 25 nè. Dạ. Tại nó nở cái củ. Đó, con đo cái củ thì được 30. Rồi con đo tổng hoành đế là được 113. Chiều cao của cây là được 46. Dạ đế sổ nôm được 24. Dạ đường kính bầu được 38. Rồi mã số 5 này con xin giao lưu cô chú là 4.900.000 con bao ship toàn quốc luôn nha. Dạ 4.900. Một em tứ quý đế nôm nha cô chú. Dạ. 4.900 con bao ship toàn quốc cho cô chú luôn. Cây này đẹp lắm nha cô chú. Tứ quý mà nó già. Rồi tiếp đây là mã số 6 nha cô chú. Dạ. Mã số 6 tứ quý đế sổ nha, quái vị cà na nha. Dạ. Đó. Cái này nằm ở trong cái hộc nha cô chú. Ghế là nó lớp lớp trong này luôn á cô chú anh chị. Cái này nó dính với nhau luôn rồi. Dạ, nó dính nhau từ nhỏ luôn nha. Cô chú mình thích sưu tầm chân dài thì mình chọn cái này cô chú thử ha. Cái mã số 6. Nhìn nó cũng quái quái nha cô chú. Quái gì cà na. Cái này ở ngoài cô chú nhìn nó phê lắm cô chú ơi. Dạ, em xin chút nào luôn nha. Dạ.
Rồi con đo mấy cái hoành nhỏ cho cô chú tham khảo ha. Dạ ngay. Dạ cái hoành ngay cái cổ này là được 25 nha cô chú. Rồi hàng nhỏ bên đây, hàng nhỏ bên đây là được 17 nha cô chú. Đó, con đo tổng. Rồi con đo tổng ở đây ha là được 53. Rồi con đo củ đế ở giữa này là được 88. Rồi tổng hoành đế là 122 nha cô chú. Chiều cao của cây tới mặt bầu này là được 63. Rồi con đo đế sổ là được 45 nha cô chú. Đó. Dạ rồi đường kính bầu cây này là được 40. Rồi mã số 6 này con xin Zalo cô chú là 10.500.000. Con bao ship toàn quốc cho cô chú luôn. Năm sổ cây mà nhìn nó cũng quái quái lắm nha cô chú. Dạ. Tiếp theo mã số 7 nha cô chú. Rồi tiếp đây là mã số 7 tứ quý ghép giảo Thủ Đức liền cốt nha cô chú. Dạ. Đó. Cây này trong chậu con rút ra nha. Chủ nhà chơi cũng liền cốt nè. Giảo Thủ Đức tứ quý ghép giảo Thủ Đức nha cô chú, bông đẹp luôn nha. Tứ quý cái đế này nó hôm hồi đế nha cô chú chị. Cây này bông đẹp rồi cô chú, khỏi ghép cũng được. Bông nó cũng 8-12 cánh đó cô chú ơi. Dạ, xin chút thôi nha. Dạ, hoành vị trí đây được 19 nha cô chú. Để con đo cái chọt của mai vàng trên này được nhiêu. Rồi, trên này được 21. Dạ. Rồi, tổng hoành đế được 57. Chiều cao của cây được 38. Dạ, đế sổ được 19. Rồi mã số 7 này con xin Zalo cô chú là 1.500.000, con bao ship toàn quốc cho cô chú luôn. Vô chậu xa nhỏ gọn để bà chờ bà khách được chơi cũng ok ha cô chú. Dạ. Dạ rồi, em đổi nha. Số 8. Cũng một em mua size mini nữa nha cô chú chị. Cũng là một em tứ quý ghép giảo Thủ Đức luôn nha cô chú. Chọc ghép nó bự hơn. Dạ. Cái này cô chú mà không thích hay về cô chú tán này ghép lại ha. Cây này nó có củ đế nó tròn nha. Nhìn nó ngoài có viên lắm chú ơi, có nguyên cục đế vậy đó. Nhỏ nhỏ nhưng mà đế là già cây rồi. Ghép liền nó liền cốt vậy là nó cũng khoảng tầm khoảng cỡ 7 8 năm ăn lên nhiều chú. Nghe rồi, em xin cái đầu luôn ha. Dạ hoành vị trí đây được 13 nha cô chú. Rồi tổng hoành đế là được 48, chiều cao là được 26, dạ đế sổ được 16, đường kính bầu được 19. Rồi mã số 8 này con xin Zalo của chú là 1.000.000 chẳng mà con bao ship toàn quốc luôn. Dạ, thôi tứ quý mình ghép mai vàng sẵn rồi ha cô chú anh chị, ghép giảo Thủ Đức ha. Trời, em đổi luôn à. Tiếp theo mã số 9 nha cô chú anh chị. Em này giá siêu siêu mà cốt cành cũng khá luôn cô chú chị ha. Rồi tiếp theo mã số 9 cũng là tứ quý luôn nha cô chú, một cốt ha, dáng hơi siêu nha. À, cây này đã đâm được rồi mà cắt cái nhựa mạnh cô chú. Dạ cây này là sống khỏe luôn nha cô chú. Dạ cây này đế khá đế luôn cô chú chị ha. Cây này đế ngoài là khá luôn á, nhiều. Dạ, em xin chết đo luôn anh nè. Dạ, hoành cái chí đây con đo được 24 hoành nha cô chú. Rồi, tổng bầu đế là được 85. Chiều cao của cây là được 50. Dạ, đế sổ là được 20. Dạ, đường kính bầu được 30. Rồi mã số 9 này con xin Zalo cô chú là 1.300.000, con bao ship toàn quốc luôn nha. Dạ 1.300.000 một phơi tứ quý nha cô chú anh chị, mã số 9. Dạ. Dạ mã số 10.
Em này hàng một cốt mà chi cành khá đều nha cô chú anh chị. Rồi tiếp đây là mã số 10. Cũng là tứ quý luôn cô chú ơi. Năm tuổi hết trơn rồi cô chú mình dài dài. Cái này sống khỏe luôn nha. Trồng được liền nha. Dạ. Cái này một cốt, cái này cô chú để giá không nghị cho cô chú về chơi tập ghép ha. Cái này cô chú nhìn ngoài nó có củ đế nó tròn nha, khá là đều luôn nha. Dạ, rồi em xin tới đây rồi. Dạ, Hoàng Nghĩa Chí đây được 22 ạ. Dạ. Tổng hoành đế là được 69. Chiều cao của cây được 59. Dạ, đế sổ nôm được 20. Rồi mã số 10 này con xin cho cô chú là 1.400.000 bao ship toàn quốc cho cô chú luôn. 1.400.000 mã số 10. Dạ rồi. Cây này sống khỏe luôn nha cô chú. Này cô chú về phá bầu là trồng 2-3 tầng là ghép luôn nha. Em đổi cây luôn nha. Rồi. Mã số 11. Tiếp đây là mã số 11 nha cô chú. Một cái tứ quý thần chậu nha. Còn mấy thúc mấy cái nhánh này vô ha, cho nó lùng lại ha. Cái này cô chú về ghép là ok luôn á. Cái này cô chú mua về là cô chú kích rễ nhẹ cá đi, khoảng chừng tuần lễ cô chú đóng bo luôn ok nha. Tại vì cái cây này thần chậu rồi, thần chậu mấy tháng rồi cô chú ơi. Cái này cô chú môi có còn một lớp đế ở dưới nữa nha. Cái này đế nói chung là khá lắm á, còn một lớp đế cộng bự bự trong này không nè. Ở trong này nè, tại vì chú nói trồng âm dưới khoảng một tấc mấy chứ đó. Có cành cũng khá nha cô chú anh chị. Cây này đâm tược sống khỏe luôn nha cô chú, một cốt nha, một cốt sạch sẽ luôn nha cô chú. Tay cành tứ diện luôn nha, cây này con bao cô chú là bao ghép là mau đầy tàn luôn á. Dạ, em xin số ra luôn rồi. Dạ. Dạ, hoành nghi trí đây là được 21 hoành nha cô chú. Con đo chạc xuống cái củ ở đây nha. Chạc xuống cái củ ở đây là được 26. Con tính 21 hoành nha. Rồi. Tổng hoành đế là được 99 nha cô chú. Đó, con đo sát trong này là 99 á. Chiều cao của cây từ ngọn tới mặt bầu là được 50. Dạ, đế sổ là được 20 nghe cô chú. Rồi cái đường kính bầu của này là đường kính bầu được 40. Cây này con ship chậu cho cô chú luôn nha. Cái này là con ship là con tặng cái chậu đó. Có bể hay có gì con cũng làm kỹ. Nếu có bể gì cô chú hai chậu mới cho con ha. Rồi cây mã 11 tứ quý này con xin cho cô chú là 1.400.000. Con bao ship toàn quốc cho cô chú luôn. Tứ quý nằm chậu nha cô chú chị. Cây này cô chú nhận không ưng ý cô chú trả về cho con cũng được nữa. Con bao cái cây này đẹp cho cô chú luôn á. Một cốt sạch mà được tứ diện tay cạnh nữa nè. Dạ. Em đã cây luôn nha. Dạ mã số 12. Tiếp đây là mã 12 là phôi mai vàng nha cô chú. Rất là quái dị luôn. Dạ, từ mã 12 trở về sau này là phôi mai vàng nha. Cây này là quái dị cà na. Dạ, quái dị luôn hết cô chú anh chị. Quái dị cà na nghe cô chú. Đó. Cái này là nó liền hết trơn luôn nghe cô chú, không có nào mà gỡ hết trơn nha. Đây con quay chỗ này này. Đây, đó từ đây mà nó liền xuống tới này luôn, nó dính vô đây là liền hết luôn nha, liền nguyên khối nha. Đó, con quay bên cạnh này luôn, thằng này cũng vậy luôn. Đây, từ đây lên đây liền chân luôn nha. Quái dị cà na nha. Cái chi nhạo luôn hết cô chú anh chị. Dạ. Ở đây nó có một cái cục trứng sụ đây nghe cô chú. Nè, có một cục lọc đây nè. Đây chuẩn bị thêm cục ở đây nữa nè. Đó. Nhà mình vô chậu một tí nhật chơi là qua sai quái quái ok hết cho chú chị nha. Cây này quái cây nghe cô chú. Quái gì cà na. Rồi, em chỉ số ra luôn nha.
Rồi cái này con đo không biết đo làm sao nữa. Thôi bây giờ con đo, con đo cái cổ ở đây đi. Dạ cái cổ đây được 20. Con đo xích trên này. Cái lưng trên này là được 21. Rồi con đo qua tới bên đây. Qua tới bên đây là được 17. Rồi cái cốt này được 13. Rồi. Con đo cái cành phóng. Cành phóng từ đây với này ha. Ngoạn này là được 42. Đó, mà con đo ra tới phóng tới nguyên thằng này luôn á là được 60. Chiều cao của cây là được 40. Đường kính bầu. Dạ đường kính bầu còn được 53. Rồi đế sổ nôm được 22. Rồi hàng ngang này được 30. Chiều dài này được 53 cô chú. Rồi mã số 10. Mã 12 phôi mai vàng này con xin cho luôn cô chú là 3 triệu chẳng à, con bao ship toàn quốc cho cô chú luôn. Hàng này bao quái nha cô chú. Không giống ai luôn. Đó. Mã 13. Mã 13, phôi mai vàng. Dạ hàng một cốt chi. Dạ hàng một cốt nha. Xùi da men nha cô chú. Cây này già cây lắm rồi. Đó, nó kéo nhựa hết trơn nha cô chú. Cây này sống khỏe nha, cô chú yên tâm nha. Kéo nhựa xanh dần luôn. Dạ. Nó này me bích thân luôn rồi cô chú, mà để cũ luôn nha. Cây này nó bông nó cũng từ 82 cánh ha cô chú, chơi ghim luôn khỏi ghép cô chú ơi. Nó gom cứng bé luôn hả cô chú anh chị. Cây này là người ta hồi đó người ta trồng ấp chậu nha cô chú. Nó bẫy được cái củ đế như vậy đó. Dạ rồi, em xin số đo luôn anh ha. Dạ hoành nghi chí đây là được 24 hoành nha cô chú. Rồi con đo cái củ là được 40. Dạ, rồi tổng hoành đế là được 73. Cái này thấp hơn có chút xíu không? Chiều cao là được. Chiều cao là được 62. Đế sổ nôm được 15. Cây này con đo thoát thân, thoát thân có 11 nha cô chú. Dạ, đường kính bầu được 35. Rồi mã 13 này con xin giao lưu cô chú là 1.500.000, con bao ship toàn quốc cho cô chú luôn nha. Dạ, nhắn trực đế cũ nha cô chú anh chị. Mà các kéo nhựa xanh dần. Dạ. Kéo nhựa mạnh mà đâm tượt luôn nha cô chú. Bao cái mấy cái mai vàng này con bao sống khỏe cho cô chú nha. Dạ, 1.500.000 mã số 13. Dạ. Mã số 14 không ạ? Dạ, mã số 14. Rồi tiếp đây là mã 14 cũng là phôi mai vàng ấp chậu nha cô chú. Đế cũ nha cô chú. Dạ. Cái này là lùng lực luôn nha. Tay cành có tứ diện luôn. Củ đế là bao phê của chú luôn nha. Đế dạ. Này cũng xứng vậy đó cô chú anh chị ha. Mấy cây mai vàng là con bao sống thẻ cho cô chú luôn nha. Đó. Đập tượt luôn rồi, cô chú. Củ như củ tỏi vậy đó. Đây. Nó đập tượt ha, kéo nhựa mạnh luôn nha. Này để giá sinh viên cho cô chú chơi nha. Em xin số này luôn ha. Rồi hoành chí đây được 24 cô chú. Rồi con đo củ đặt ở giữa này là được 42. Rồi tổng hoành đế là được 57. Chiều cao được 33. Chiều cao được 35. Đế sổ nôm được 17. Rồi đường kính bầu này được 28 cô chú. Rồi mã số 14 này con xin cho cô chú là 1.300.000, con bao ship toàn quốc cho cô chú luôn. Phôi mai vàng nha cô chú anh chị. Mã số 14. Dạ rồi. Rồi tiếp theo mã số 15. Rồi tiếp đây là mã 15. Cũng là mai vàng ấp chậu luôn. Hàng một cốt chi cành luôn nha cô chú anh chị. Dạ. Cái này nó có tay cành điểu trơn nha cô chú. Nó kéo nhựa đâm tượng luôn nha. Cây này sống khỏe luôn á.
Đế nó gom cũ luôn cô chú chị nha. Cây này bông đẹp không cô chú về khỏi ghép. Chơi ghê nó cũng đẹp nữa. Rồi em xin chút đâu luôn anh nhé. Dạ hoành ngay chí đây là được 22. Cái cũ đặt được 43. Rồi tổng hoành đế là được 67. 67 nha cô chú. Rồi chiều cao của cây được 42. Đế sổ được 16. Dạ đường kính bầu được 29. Rồi mã 15 này con xin Zalo cô chú là 1.300.000 bao ship toàn quốc cho cô chú luôn. Chỉ cần là nó đóng tới diện luôn. Dạ. Mai vàng là con ba sống khỏe cho cô chú luôn nha. Dạ rồi. Cái gì nhỉ? Mã 16. Dạ, mã số 16. Cây lùng liền nha cô chú, chị có củ đế luôn ha. Rồi tiếp đây là mã 16 nha cô chú, lùng lực nha. Mà cắt ra cái vụ xanh giờ luôn nha cô chú. Dạ. Mai vàng cô chú yên tâm ha, con bao sống khỏe cho cô chú luôn nha. Kéo nhựa mạnh luôn nha, đâm tượt tà le hết trơn nè. Nổ một nhóc trơn rồi. Dạ. Cái này cô chú về khui ra trồng là ok luôn á. Cái gom cũng không đấy. Dạ. Mấy cây này là trồng ốp chậu nha cô chú. Dạ, em xin tới đây rồi nha. Dạ hoành cái chía đây là được 24 à. Cũ đặt được 42. Dạ. Tổng hoành đế là được 59. Chiều cao của cây được 30. Đế sổ nam được 16. Rồi đường kính bầu là được 27. Rồi mã 16 này con xin Zalo cô chú là 1.200.000 con bao ship toàn quốc luôn nha. Dạ 1.200.000. Cái này cô chú về bẻ vô dây nó đâm tượt vô dây lại là chơi ghim nó cũng đẹp nha cô chú, khỏi ghép nha. Dạ là em đổi nha. 17 hả? Tiếp theo mã số 17. Có một em phôi mai vàng, hàng bonsai đấy cũ không nha cô chú chị. Mã 17. Cũng là một em mai vàng ấp chậu luôn. Này cũng đâm một cái trơn rồi với cô chú, mà cắt cái nhựa mạnh luôn ạ. À. Phôi mai vàng là con bao sống khỏe cho cô chú luôn nha, cô chú yên tâm cứ việc chơi nha. Dạ, nó có một củ đế đặt luôn nha cô chú chị. Cái đây nó có cái thẹo từ nhỏ nha, nó bị khuyết vô chứ không phải bị một lỗ cô chú. Dạ rồi em xin số đo luôn nha. Dạ hoành cái chía đây được 25 à. Củ đế đặt ở giữa được 45. Rồi tổng hoành đế được 61. Chiều cao của cây được 38. Đế sổ được 18. Rồi mã 17 này con xin Zalo cô chú là 900.000 bao ship toàn quốc luôn nha. Cô chú anh chị mình thích mai phôi mai vàng mà đế cũ á, cô chú mình liên hệ với số điện thoại anh Bảo nha cô chú anh chị. Dạ, số điện thoại con có để trên tiêu đề nha cô chú. Mã 18 cho chú, cây này để bàn là ok nha, cây này nó muốn nổ sùng hết trơn nghe cô chú. Nó lùng lực và được cái cũ nữa. Tay cành tứ diện luôn nghe cô chú. Khá là đẹp ạ. À. Cây này đâm tượt tơ lưới cho người cô chú chỉ hả? Đó. Cây này cô chú ở ngoài nhìn nó dễ thương lắm nha. Dạ rồi em xin chốt ra luôn ạ. À. Dạ hoành nghi chí đây được 22 ạ. Cụ đế ở giữa là được 36. Dạ tổng hoành đế là được 50. Chiều cao của cây là được 30. Dạ đế sổ được 14 nha cô chú. Dạ đường kính bầu là được 26. Rồi mã 18 này con xin Zalo cô chú là 800.000 bao ship toàn quốc luôn nha. Dạ 800.000 một phôi mai vàng. Dạ.
Rồi mã 18 này cũng là mã của clip luôn ha. Rồi con cũng cảm ơn cô chú vừa qua đã ủng hộ con ha. Cô chú thấy kênh hay hoặc ấy cho con một tim và một lượt chia sẻ nha cô chú. Nhớ đăng ký kênh nha cô chú. Dạ, rồi con cảm ơn cô chú ạ. Em xin chào, kết thúc clip tới đây luôn cô chú anh chị nha.